làm thế nào để có khách hàng tiềm năng mỗi ngày, ngay cả khi bạn đang đi ngủ hoặc đi du lịch từ Internet. Xin chào, tôi là Lữ Đình Luân. Tôi có hơn 20 năm kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều năm nay tôi đi tìm cho mình những người thầy từ Internet Marketing, và tôi đã học được từ rất nhiều người thầy lớn ở Việt Nam cũng như thế giới, chẳng hạn như thầy Phạm Thành Long, thầy Xuân Sơn, Black Shell. Và từ đó tôi áp dụng thành công cho doanh nghiệp của tôi, cũng như giúp đỡ rất nhiều doanh nghiệp ngoài kia. Và rất nhiều học viên của tôi đã thành công, và tôi tạo ra một chương trình Setting Digital System. Đó là một chương trình tôi tạo ra và tôi dày công xây dựng nó, và tôi đóng gói nó lại. Sắp tới tôi sẽ chia sẻ hoàn toàn miễn phí 2 ngày. Nếu bạn đang mong muốn đưa sản phẩm dịch vụ của bạn lên Internet, hoặc bạn đã xây kênh TikTok, YouTube nhưng chưa có tỷ lệ chuyển đổi, hoặc chưa đúng khách hàng mục tiêu của bạn, thì hãy đến với chương trình của tôi. Ngoài bạn học được những kỹ năng dùng ChatGPT xây dựng nội dung, tôi còn chia sẻ với bạn một hệ thống funnel CRM, một công cụ vô cùng tuyệt vời, một công cụ all-in-one. Tất cả nó có một nền tảng chăm sóc cũng như bán hàng tự động hoàn toàn trên Internet, từ Zalo, Facebook hay Google Chat, Analytics hoặc TikTok. Những chiến dịch quảng cáo Facebook tôi đều đổ ở đấy và hoàn toàn chăm sóc tự động như vậy. Từ một hệ thống CRM, hay còn gọi là một cái app duy nhất trên một chiếc điện thoại của bạn, bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi hoặc đội nhóm của bạn. Nếu bạn mong muốn sở hữu điều này, hãy đến với chương trình của tôi sớm nhất. Hãy click vào đường link bên dưới. Và nếu bạn thấy ai đó ngoài kia đang cần, hãy chia sẻ đến những người bạn của các bạn. Đến với chương trình, tôi hoàn toàn giúp đỡ bạn. Lữ Đình Luân xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình.